Tôi bị ánh trăng của nam chính coi trọng. Chương 1. Xuyên sách. Nhất tiết ngẫu. Tháng 9 xem như cái đuôi của mùa hè, hơi nóng hừng hực. Trong phòng học, không chỉ vật điều hòa, máy lạnh, mấy cái quạt trên trần, nhà nào cũng kéo két quay. Cố vọng bị tiếng trò chuyện không dứt bên tai đánh thức. Cậu chôn mặt trong khỉ tay, mở to mắt, lùi ra sau một chút. Tiến vào trong tầm mắt là một quả bóng rổ trầy xước nằm trong gầm bàn. Dưới đất là đống bài tập toán loạn. Trường cấp 3 Kim Dương, bài tập tiếng Anh lớp 11. Cố vọng ngu luôn.
Lưu Họa có một chút ngơ ngác. Hắn thử click cửa hàng trà sữa ở phòng, trước mặt lập tức hiện lên một toàn màu trắng. Nhà lầu bóng mờ thay thế cái bản trò chơi lơ lửng giữa không trung. Hắn quay người, mặt hướng bên hồ, chụp bằng khu đất, thử nghiệm điều khiển cửa hàng trà sữa. Bóng mở đặt ở bãi đất trên, đúng như dự đoán, chưa thành công. Không trung nhảy ra một loạt chữ màu đen. Thao tác làm quy tắc khu đất không hợp pháp. Barry Crow chết rồi. Giọng ai đó vang lên. Đó là một trong đó là nó giống như tín hiệu tất cả mọi người trong đại sảnh nháo nhào chạy trốn. Người thì độn thổ, người thì chạy vào lò sưởi. Tuyệt nhiên không có kẻ nào có gan dám ở lại hiếu chiến với một phù thủy khủng bố có thể tiêu diệt chúa tể hắc ám trong chớp mắt, ngoại trừ Snapper. Hắn ở lại không vì hắn trung thành với vốt demo, đơn giản là bây giờ hắn không thể cử động một cách bình thường được. Sợ nát hoảng sợ cực độ khi thấy ông lão bước về phía mình. Cô cười khẽ giống như hoa mai đang nở rộ mùa đông, diễm lệ trong lòng người. Hàn Thiếu giật mình nhìn cô. Tô một cười. Bí thư Lâm, xử lý đi. Cô nói rồi, đi ra ngoài. Lúc này Hàn Thiếu mới phản ứng lại. Ngốc. Cô cứ đi đi. Như vậy. À. Cút đi. Hàn Thiếu hình như anh đã hiểu lầm ý của Tổng Giám Đốc. Trở lại ký túc xá, tôi vội vã xin nghỉ làm gia sư, sau đó bắt đầu Baidu tra cứu cách phong trào phòng tránh lừa đảo. Lăn lộn lại tìm kiếm đủ kiểu, tôi vẫn chưa tìm được cách lừa đảo nào giống vậy. Tôi thoát ra lại kiểm tra số dư một lần nữa, nhìn thẻ ATM trong tay, tôi đột nhiên nhớ ra anh ấy chưa cho tôi biết mật khẩu vào hộp điện thoại của chàng trai. Tôi có thể nhìn thấy một khoảng khắc 3 ngày trước. Sau đó nâng cốc thủy tinh mà anh ta vừa mới uống lên nặng nề ném vào màn hình. TV bị chấn động nhẹ một chút, những cốc thủy tinh thì lại vỡ tan tành trên mặt đất. Tiếng động lớn khiến người giúp việc phải kêu lên. Còn tôi thì ôm lấy đầu gối ngồi ở đó mà khóc. Thuật Diên Chi từng là một cơn ác mộng của tôi. Hồi cấp 3, người ta bắt nạt nhiều trong nhóm những người bạn chính là anh ta. Diệp Hoài Thanh nhanh chóng tỉnh táo lại. Cậu cảm thấy sao mà mình lại muốn khóc quá. Nhưng chẳng mấy chốc trong lòng lại tự dễ út. Mày là một đứa không có tiền đồ mà. Lẽ ra cậu phải nên biết từ lâu. Khi mà cậu nghe tin Giản Minh về nước, cậu nên hiểu rằng bản thân mình và Lâm Trạch T phải kết thúc thôi, rõ ràng là chuẩn bị tâm lý và cả trăm ngàn lần. Dù nhìn này, trong tối qua, đóng mắt lên nhìn này, đời, ông đã cam lòng mang theo bi thương mà mình nhắm mắt chưa? Này,
iOS. Ông không giống sót. Nào tìm chỗ dựa cho con gái mình nữa rồi. Du Yến không thấp, chỉ là đau đớn, đau đớn nứt từng khúc ruột. Dưới ánh ban mai ấm áp, Du Yến mở mắt tỉnh dậy. Khoảnh khắc thức dậy này cô có chút mờ mịt. Trong người bà ấy ý thức mơ hồ, hình thức của bản thân đã ngủ rất lâu, rất lâu. Hương meo còn nằm mơ một giấc mơ kỳ quái. Nhị tỷ, ngươi lên đến đi, à lên tiếng đi. Sau này ta sẽ không cùng ngươi tranh đường để ăn, có đồ ăn ngon đều cho ngươi ăn. Thế trai nói, ta đi cho mẫu phụ, ta đi nói cho mẫu phụ một tiếng. Mạn Nhi đã tỉnh lại. Con này phun rồi, phun chắc rồi bạn ạ. Dè đặt phun rồi để bọn họ lo lắng. Một người đàn ông vành mắt hồng hồng cứ từ bên cạnh nữ nhân đứng lên, thanh âm khàn khàn nói, cái thì có tim hay không có tim ấy. Mặc dù trong lòng cố vọng cũng khiếp sợ với giá trị nhan sắc của bạn nam này, ngũ quan của cậu ta rất tinh tế, kết hợp lại một chỗ có thể dùng từ từ xinh đẹp để hình dung, nhưng lại không hề nữ tính, thậm chí còn mơ hồ có chút lạnh lẽo, khiến cho người khác không dám nhìn, không có dám có ý khinh nhờn. Nhưng cậu ta lại có ác ý lớn mà, đúng không? Như vậy với mình, Hạ Thanh Hoàn vốn không mong đợi cố vọng sẽ thật sự làm bài, anh chỉ đang thực hiện.